Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sóng Chuyện. Thưa các bạn, khi Vi An thực hiện video này, thì ở ngoài kia, không khí Giáng sinh đã ngập tràn đường phố. Mọi người đang tất bật đi mua sắm những món quà đẹp hay những đồ trang trí vui mắt cho đêm Giáng sinh sắp tới. Không khí này làm cho Vi An nhớ tới một truyện ngắn rất hay và cảm động của nhà văn Fulton Osler, truyện Chuỗi Ngọc Lam, một trong những truyện ngắn hay nhất viết về chủ đề Giáng sinh. Vì vậy, ngày hôm nay, để hòa chung vào không khí Noel trên toàn thế giới, Vi An xin được diễn đọc truyện ngắn này như một món quà nhỏ gửi tới tất cả quý khán thính giả đã luôn ủng hộ kênh Sóng Chuyện trong thời gian qua. Xin chúc tất cả các bạn một Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và ngay sau đây là Chuỗi Ngọc Lam qua phần diễn đọc của Vi An. Ngày cô bé John Grace đẩy cửa bước vào cửa tiệm của Pierre Richard, thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Pierre được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục. Nào vòng, nào dây chuyền có từ thế kỷ trước, rồi nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch chạm trổ và cả những tượng nhỏ bằng sứ. Buổi chiều mùa đông hôm đó, một bé gái đứng áp trán vào tủ kính, chố mắt nhìn kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn tìm kiếm một vật gì. Bỗng em ngẩng đầu lên, vẻ khoan khoái, rồi đẩy cửa bước vào tiệm. Cửa tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn cả mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì quá nặng. Hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa. Đồng hồ, chuông đèn, còn trên sàn thì chất đống nào là giá để củi, đàn mandolin và những thứ đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pierre đang đứng ở sau quầy. Mặc dầu mới ngoài 30 mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé. Cô bé hỏi: "Thưa anh, em có thể xem chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ?" Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc màu lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Cô bé đỡ lấy, thốt lên khen: "Đẹp quá, anh gói giúp em thành một gói thật đẹp nhé." Pierre lạnh lùng hỏi cô bé: "Có ai sai em đi mua à?" "Dạ không, em mua cho chị em. Chị đã nuôi em từ khi mẹ mất. Đây là lễ Noel đầu tiên kể từ khi mẹ mất, và chỉ có hai chị em với nhau thôi. Em muốn tặng chị một món quà tuyệt vời nhất." Pierre thận trọng hỏi: "Thế em có bao nhiêu tiền?" Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm tiền xu và tự hào nói: "Em đã đập con heo đất ra đấy." Pierre Richard nhìn cô bé vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, tránh cho cô trông thấy giá tiền. Làm thế nào nói thẳng cho cô bé biết được? Cái nhìn tin cậy trong đôi mắt xanh biếc của cô bé làm tim anh nhói lên, như một vết thương cũ vừa tái phát cơn đau. Quay lưng lại cô bé, anh nói: "Em đợi một chút nhé." Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi: "Em tên gì?" "Dạ, John Grace." Khi quay lại, thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ, được bọc bằng giấy lụa đỏ thắm, và buộc bằng một dải lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho cô bé và nói: "Của em đây, coi chừng đừng để đánh rơi nhá." Cô bé Joan mỉm cười rạng rỡ và chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng anh. Cô bé đó và chuỗi ngọc lam đã gợi lại trong lòng anh một vết thương không bao giờ lành hẳn được. Tóc cô bé vàng như lúa chín và mắt em xanh như nước biển. Chỉ mới mấy năm trước thôi, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mái tóc vàng và cặp mắt xanh biếc như vậy. Chuỗi ngọc lam chính là món quà mà anh để dành tặng nàng.
Nhưng rồi một đêm mưa, một chiếc xe tải trượt bánh trên con đường trơn trượt đã cướp mất sự sống của người anh yêu. Từ đó, anh chỉ sống cô độc với nỗi đau trong trái tim. Anh ân cần lễ độ với khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy cuộc đời trống rỗng và vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh đã cố quên mà không quên được. Lớp sương mù tự thương cảm cho bản thân, nó bao bọc lấy anh ngày càng dày đặc hơn. Cặp mắt xanh của cô bé Jean Grace đã gợi cho anh hình ảnh của người con gái đã bỏ anh ra đi. Mấy ngày sau đó, sát lễ Giáng sinh, khách hàng tới cửa tiệm của anh rất đông. Ai cũng háo hức, vui sướng mua sắm các món đồ. Người ta nô nức bước vào cửa hàng, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng thật là vui vẻ. Nhưng nỗi đau trong tim làm anh chẳng để ý gì đến những không khí vui tươi ấy. Cuối cùng thì đêm Noel cũng đã tới. Trời đã khuya, và khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhõm. Thôi, thế là lại qua được Giáng sinh năm nay. Nhưng anh đã lầm. Cánh cửa bất ngờ mở ra, và một thiếu nữ vội vã đi vào. Anh lại chợt thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt rất quen, nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu và khi nào. Tóc cô vàng óng và đôi mắt to, xanh thăm thẳm. Cô lặng lẽ lấy trong túi xách ra một gói quà đã mở. Giải băng màu lục vẫn còn gắn trên tấm giấy đỏ thắm. Ngay sau đó, chuỗi hạt màu lam chiếu sáng lấp lánh trước mặt anh. Xin hỏi, có phải chuỗi ngọc lam này được bán ra từ cửa hàng của anh không? Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời. Vâng, thưa cô. Vậy thưa anh, đây có phải là ngọc thật không? Chắc chắn rồi. Không phải là thứ ngọc quý nhất đâu, nhưng là ngọc thật đấy, thưa cô. Cô gái hơi sững người. Anh có nhớ đã bán cho ai không? Tôi đã bán cho một cô bé. Tên em là Jean. Em mua để tặng quà Noel cho một người chị. Chuỗi ngọc này giá bao nhiêu vậy anh? Cô gái lại hỏi. Pierre nghiêm mặt đáp. Giá tiền luôn luôn là vấn đề bí mật giữa người bán và khách hàng, thưa cô. Nhưng em Jean của tôi chỉ có ít đồng tiêu vặt. Làm sao nó có đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Pierre im lặng, không trả lời. Anh nhẹ nhàng vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc gọn ghẽ và xinh xắn như cũ. Gói xong, anh mới nói. Cô bé đã trả cho tôi đắt hơn hết thảy những người khác. Có bao nhiêu tiền, cô bé đã đưa cho tôi hết. Hai người lặng thinh nhìn nhau. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch một cách lạ thường. Ở một gác chuông nhà thờ nào đó rất xa, một tiếng chuông bắt đầu ngân nga vẳng lại. Tiếng chuông âm vang ấy, gói quà nằm trên quầy hàng, câu hỏi trong mắt cô gái và một cảm giác hồi sinh kỳ lạ đang đấu tranh chống lại sự lạnh lùng trong trái tim của người đàn ông. Thật kỳ lạ, tất cả những thứ đó đều đến từ tình yêu của một cô bé. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Cuối cùng, cô gái ngập ngừng phá vỡ sự im lặng. Pierre đưa gói quà nhỏ cho cô gái, anh trả lời. Bây giờ đã là buổi sáng ngày Giáng sinh, và tôi thì thật là không may mắn khi không có ai để mà tặng quà cả. Cô có thể cho phép tôi tiễn cô về nhà và nói lời chúc mừng Giáng sinh trước cửa nhà cô không? Và thế là trong âm thanh của rất nhiều tiếng chuông nhà thờ rộn rã, ở giữa dòng người hạnh phúc, Pierre Richard và cô gái anh vẫn chưa biết tên bước vào một ngày mới kỳ diệu. Một ngày mới sẽ đem hy vọng đến cho tất cả mọi người trên thế giới này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết truyện ngắn cảm động, ấm áp và rất nhân văn mang tên Chuỗi Ngọc Lam của nhà văn Fulton Osler. Tình yêu và sự đồng cảm
dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn mang giá trị vượt lên hết thảy tiền bạc và của cải trên thế gian này. Và hơn thế nữa, chuyện cũng ca ngợi sự thành thật, không tham lam của những con người còn đang khó khăn trong cuộc sống. Nếu các bạn thích chuyện ngắn này, hãy bấm like và để lại comment cảm xúc dưới video này. Một lần nữa, Vy An xin được chúc các bạn một Giáng sinh vui tươi và ấm áp bên những người thân yêu. Xin kính chào và hẹn gặp lại!